Chào cả nhà, mình là Cần Thơ Tuy Yêu nha các bạn. Hôm nay mình làm bánh xèo cho cả nhà ăn nè. Mà cái cách pha bột và chiên với cái chảo nhôm này á, là mình mới học được á các bạn. Chiên cái bánh chốc lóc à. Mà nhìn cái bánh vàng ươm rất là ngon luôn á. Cho nên là mình quyết định làm cái clip để chia sẻ với các bạn nha. Bây giờ mình lấy một miếng mình ăn thử nè. Mình lấy bánh mình nghe cái độ giòn của nó nha. Rồi nếu như các bạn thích thì hãy vô bếp làm cùng mình nha. Ở đây mình có ít cái tép rong nè các bạn, hay là người ta gọi là tép ruộng á. Ở quê mình á, tép này nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ trần qua cái nước nha các bạn. Làm như vậy á, cho con tép nó chín trước. Mình hạn chế sử dụng gia vị á, cho nên cái này mình luộc thôi. Ở đây mình có ít thịt nè, thịt ba rọi với miếng thịt nạc, mình để vô mình cũng luộc luôn hen các bạn. Mình đậy nắp lại mình để đây, mình đi pha cái bột bánh xèo nha. Ở đây mình có một cái bịch bột làm bánh xèo nè, thương hiệu thì các bạn thấy rồi ha. Mình sử dụng ở đây 200g. Rồi mình sử dụng phân nửa cái bịch bột chiên giòn nha, cái bịch bột này là 150g. Rồi bây giờ mình sử dụng 75g. Ở đây mình có 275g nha các bạn. Ở đây mình sử dụng một cái hộp cốt nước dừa khô nha các bạn. Trước tiên là mình lấy 200ml, mình để vô mình pha trước. Tại vì mình làm từ từ như thế này thì cái bột của mình nó không có bị gión cục nha. Rồi bây giờ mình cho hết luôn. Vậy là mình sử dụng 400ml nước nha các bạn. Theo cái liều lượng ở trong cái bột hướng dẫn á mà. Với cái lượng bột như vậy là mình sử dụng 590ml. Ở đây mình đã sử dụng 400ml nước cốt dừa rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình kiểm tra nè. Cái nồi thịt luộc của mình nó đã chín rồi nha các bạn. Bây giờ mình vớt thịt ra. Trong khi chờ thịt nó nguội để mình xắt thì mình sẽ bào củ cà rốt nha. Cái này mình bào để mình làm dưa các bạn. Thì cái này cũng đơn giản thôi. Mình dùng cái bàn bào mình bào cà rốt nè. Rồi mình bào cái củ cải trắng. Cái củ cải trắng hôm nay mình mua nó hơi héo rồi đó. Cho nên mình bào mình không có nghe cái tiếng nó giòn. Ở đây mình sử dụng 3 cái muỗng nước giấm. Giấm này ở nhà mình nuôi nha các bạn. Mình sử dụng 3 cái muỗng đường cát nha các bạn. Bây giờ mình trộn cho cái đường với giấm nó thấm đều vô cái củ cà rốt và củ cải trắng ha. Rồi bây giờ mình sẽ xắt thịt ra. Thì thịt này các bạn xắt mỏng mỏng á. Hành lá thì mình xắt nó mỏng mỏng nha. Xong rồi là mình để vô cái thau bột nè. Mình trộn. Mình trộn bột như vậy là mình để cho cái bột của mình nó nghỉ nha.
Rồi bây giờ mình quay qua mình trộn giá với hành nè, với một miếng củ cà rốt, một lát để mình làm nhân nha các bạn. Thì ở đây cái công thức pha nước mắm của mình á là 1:1:3. Thì một chén nước mắm nè, một chén đường nè, ba chén nước. Các bạn nhớ cái công thức này nha, đơn giản lắm. Khuấy cho cái đường nó tan hết ha. Các bạn để tỏi và ớt vô á, thì tỏi ớt nó sẽ nổi lên trên cái mặt nước mắm nha. Rồi vậy là cái tô nước mắm ăn bánh xèo của mình xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho cái nước bia vô. Không có nước bia thì các bạn cho nước lạnh cũng được ha. Mình dằn vô một muỗng nước mắm các bạn. Mình để nước mắm trước khi chiên á, làm cho bánh xèo của mình nó thơm á. Đây đây là cái bí quyết mình muốn chia sẻ với các bạn nè. Bây giờ các bạn bật lửa lên nè, để cho cái chảo nó thật là nóng nha. Rồi bây giờ mình sẽ để nước vô. Thì khi nào các bạn đổ nước vô, nước nó chảy xuống, nó kêu nghe xèo xèo ha. Bây giờ mình lắc cho cái nước nó thấm đều vô cái chảo nha. Xong mình đem mình đổ cái nước nó đi. Rồi bây giờ mình để cái chảo lên nè, đợi cho cái chảo ráo thì mình sẽ cho vô đây một miếng mỡ. Mình cho cái bột vô mình chiên nè. Các bạn thấy không? Đơn giản thôi. Nhưng mà một hồi lấy bánh thì cũng giản đơn nữa đó nha. Các bạn lắc cho nó tròn cái bánh ha. Bây giờ mình sẽ cho giá vô nè. Mình đậy nắp lại nha. Rồi, các bạn nhìn xem nè. Cái dành cái bánh của mình á, nó chốc lóc lên luôn ha. Bây giờ mình sẽ cho thịt và tép vô. Cái con tép rong này nè, các bạn nhìn nó không có hấp dẫn vậy nha, nhưng mà ăn rất là tốt nha. Tép này là tép sạch đó. Tép này là bảo đảm không có nuôi, không gì hết. Tép này nó sống ở ngoài đồng. Mà chiên xong á, nhìn mà cái bánh nó dảnh lên như vậy á, nó chốc lóc như vậy đó. Cái người chiên nó không có mệt nha, mà cái bánh ăn nó giòn ngon lắm luôn á các bạn. Từ ngày mà mình học được cái bí quyết này á, mình chiên bánh xèo mình không có ngán gì chứ. Miễn thích nói ăn bánh xèo là mình pha bột mình chiên thôi mình không ngán. Còn trước đây á, nhiều khi á, mình chiên nó dính rồi nhiều khi cạy cái chảo nha, cạy tới cạy lui hoài á, làm chán dữ lắm luôn á. Cái phần chia sẻ về cái cách làm bánh xèo chiên với cái chảo nhôm nè, không hề dính nha các bạn. Rồi nếu như các bạn thích thì các bạn hãy like và share cho mọi người cùng xem nha. Nhớ subscribe để ủng hộ cái kênh của mình ha. Chân thành cảm ơn các bạn.